đang xếp thứ ba. Tám bảy rồi, còn quả nữa thôi. Phạt bóng không tốt của anh Tú. Trời, hay quá. Đối phương còn 2 điểm nữa để thắng set đấu này. Chúng ta còn 2 điểm nữa để đuổi kịp đối phương. Anh Tú cố lên. Bóng sẽ là Duy Tây Sòng. Oh no. 8-9. Đó là điểm số rất quan trọng dành cho anh Tú. Và bây giờ cần thêm điểm quan trọng nữa để gỡ hòa. Và khi chúng ta gỡ hòa thì lợi thế về tâm lý, điểm số, tâm lý sẽ được giải quyết rất nhiều. Oh no, 9 đều. Điểm số là 9 đều. Anh Tú đã gỡ. Gỡ đều, 9 đều. Anh Tú đã dẫn trước 2-0. Hai set đầu tiên và hiện nay là đang 9 đều set thứ 3. Bây giờ thì phi quá. Phi quá, phi quá. Không sao. Biệt tới từ Campuchia. Đang chờ đợi anh Tú mắc sai lầm thêm lần nữa để có được một set đấu giành chiến thắng. Đâu rồi, quyết tâm lên. À, 10 đều. Bóng không qua lưới. 10 đều. Giờ thì ai điểm. Bây giờ tâm lý là tốt rồi đấy. 2 điểm thì người đó sẽ giành chiến thắng. Phật rất nhanh của Dream Tech Song. Làm sao? Gỡ hòa con này nhé. Đủ ra bóng cho vận viên của Việt Nam. Anh Tú đâu? 10-11. Anh Tú bị thua xét thứ 3 12-10. Trong set đấu thứ tư này chúng ta sẽ là người ra bóng trước. Tấn công rất hay vào mép bàn và đó là điểm số đầu tiên cho anh Tú. Một đều. Phải tránh đi vào cái xoay đồ mà Đức Tuân đã để lại ở trận đấu thứ tư. Dẫn
trước đối phương 2-0, sau đó để cho đối phương gỡ hòa 2 điểm. Tốt rồi, 2-1 rồi. Anh Tú đã có một sự khởi đầu tốt hơn và cảm giác là anh Tú có trình độ cao hơn so với Yun Tae Song một bậc. Cho anh Tú khi mà quay trái đã khiến cho trái bóng chạm vào mép lưới. Tốt rồi. Đối phương cũng đã có một cái bóng hỏng. 3-2. 3-2 cho Việt Nam. Sức này rất quan trọng. Một là anh Tú sẽ thắng, hai là gỡ hòa thì rất nguy hiểm. Ano 4-2. Tốt quá. Tới từ anh Tú. 5-3. Như về anh Tú. 5-3 cho anh Tú của Việt Nam. Cố lên anh Tú. Không sao, không sao, không sao. Làm lại. Quá nhiều những lỗi đánh hỏng trong ngày trước hôm nay của đội tuyển Việt Nam. Ăn luôn nhỉ, vào bàn luôn. 5-5. Cẩn thận. Bình tĩnh. Sáu năm cho vận động viên của Campuchia. Trước đó những tình huống tấn công ngược lại đối phương thì lại đưa bóng đi ra ngoài. Không được mất tinh thần, mất tinh thần nào. Không tin được mình đánh như tung. Rồi, 7-6 rồi. Yun Tae Song đã rất tiếc nuối cho cú đánh vừa rồi của chính anh. Chúng ta có điểm số thứ 6. Còn nữa đi, 7 đều đi. Tốt rồi, 7 đều. Số hòa dành cho vận động viên của Việt Nam Nguyễn Anh Tú. 7-7. 2
3 và thứ 4 đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Tiếp tục xét điểm. Hoppa. Những pha xử lý của anh Tú thường ở một vị trí rất sát mép lưới. Điểm số đang là 7-9. Mình đang leo lên được mấy đoạn đấy. Rất căng thẳng cho đội dùng đồng đội bóng bàn. Nó ngược dòng lên mới được. Sát. Giữa hai đội tuyển bóng bàn Việt Nam và bóng bàn Campuchia. Rất tiếc là sắp thứ tư để thua. Tỷ số bây giờ là 2-2.